với cái tầm giá khoảng 20 triệu đồng mà đáp ứng được đầy đủ các tiêu chí mà bạn comment ở trên TikTok này đưa ra, đó chính là đời cao, có khóa smart chain, có phanh ABS và đèn led 2 tầng. Mà từ đời 2020 trở nên thì anh em sẽ chọn được một chiếc xe nào? Như hiện tại bây giờ thì anh em sẽ tầm giá này anh em chỉ mua được một chiếc xe quay mới hoặc là một số chiếc xe Vision hoặc là Nit đời rất là thấp rồi. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái mẫu xe chắc hẳn anh em sẽ rất là ít biết đến, đó chính là một chiếc xe Frigo của Yamaha. Người tìm lối khác về nơi thân lắm em có nhớ đâu bên nơi một người trắng ngóng em quay về. Cái chiếc xe này sẽ đáp ứng được đầy đủ cho em các tiêu chí như phanh ABS, đèn led 2 tầng, khóa smart key nha anh em. Đấy. Và chiếc đặc biệt là chiếc xe này là chiếc xe của Yamaha cho nên nó là xe chính hãng thì không phải là xe Trung Quốc hay là xe gì. Khóa smart key luôn nha anh em. Mà đối với cái tầm giá bây giờ hiện tại mình đang bán cho chiếc xe này chạy khoảng mười mấy nghìn cây với cái tầm giá chỉ tầm giá 22 triệu thì thấy rất là hợp lý cho anh em. Trong trong cái tầm giá này khi anh em đi mua bây giờ thời điểm bây giờ chọn lựa, ví dụ như cái chiếc xe Vision thời điểm bây giờ đang rất là đắt, toàn là phải tầm khoảng 25 cho đến 27 triệu hoặc là 30 triệu trên 30 triệu với được một chiếc Vision cũ. Thì bây giờ anh em bỏ ra tầm khoảng 22 triệu nghĩa là tương đương một chiếc xe quê, anh em đã lựa chọn được một cái chiếc xe Yamaha Frigo chạy rất là ngon. Chiếc xe này chạy rất là ngon nha anh em, và đặc biệt nó rất là an toàn, có phanh ABS đầy đủ mọi thứ nha anh em. Được rồi, nếu anh em muốn mua một chiếc xe tầm giá nào mà khó lựa chọn thì anh em cứ comment ở dưới đây, anh em sẽ tìm được một chiếc xe hợp lý nhất trong cái tầm giá của anh em.